bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái đôi booty dễ thương như thế này cho cả bé trai và cả bé gái luôn nha các bạn. Nếu mà bé gái thì các bạn không có muốn đơn điệu, các bạn có thể là trang trí những cái cục bơm bơm nè. Cái này cục bơm bơm được làm bằng tay các bạn. Ở clip trước thì mình đã có hướng dẫn cho các bạn rồi, mình sẽ để link tạo cái cục bơm bơm này cho các bạn tham khảo ở phía dưới phần bình luận nha. Và ở bên đây là mình móc cho bé trai nè. Bé trai thì đơn giản lắm các bạn, khỏi có cần trang trí gì cũng được luôn. Hoặc là các bạn có những cái nút gỗ hoặc là nút hình con vật, các bạn có thể là đính thêm cho bé ở chỗ cái điểm này nè, cho nó thêm đẹp hơn ha các bạn. Và cũng không có mất quá nhiều thời gian của các bạn khi mà thực hiện cái mẫu này đâu. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và ủng hộ mình bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Với cái mẫu booty này nè các bạn, thì các bạn sẽ sử dụng cái phần len tự do nha. Các bạn có thể là sử dụng miêu cotton, miêu bò hoặc là len Barbie gì cũng được hết. Ở đây là mình hôm nay mình móc miêu cotton nè các bạn. Và cái mã màu mình phối sẽ là màu số 72 nha. Cái cuộn này là cuộn 125g nha các bạn. Và cái phần đế giày là mình làm màu trắng, phối một ít màu trắng ở cái phần viền này nữa nè các bạn. Thì cái phần màu xanh này là mình làm hết trơn nguyên cái phần thân giày. Và bằng màu trắng thì mình làm ít thôi à. Còn cái bên đây là mình sử dụng màu đỏ tươi nè các bạn. Và mình có trang trí cái cục bơm bơm này. Một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nối cái cục bơm bơm vào cái đôi giày nha. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình cái kim hai đầu số 34 như thế này, hoặc là kim 2.5 cũng được nha các bạn, để làm ở cái phần đế giày nha. Cái size hôm nay mình móc sẽ là 9cm nha các bạn. Những cái size khác thì cũng sẽ móc tương tự như mình thôi. Nhưng mà có điều là chúng ta sẽ thay đổi kim nè. Cái phần đế thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình bình thường. Còn cái phần thân dài thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trong cái quá trình móc nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cái mẫu mặt đế, hai cái miếng đế như thế này. Các bạn có bé thì các bạn sẽ đo chiều dài bàn chân bé để mà mình móc được chính xác hơn nha các bạn. Từ cái phần gót dài đến cuối những cái ngón chân của bé coi bao nhiêu cm. Nếu mà có số cm rồi, các bạn sẽ nhìn xuống ở phía dưới này. Ví dụ như chân bé là 10cm thì tương ứng với số góc móc xích khởi tạo sẽ là 13 móc xích nè. Và chia mũi móc như thế nào mình đã hướng dẫn rất kỹ ở cái clip đó rồi. Hàng 1, hàng 2, hàng 3 nè các bạn. Rất là chi tiết ha. Các bạn sẽ nhìn xuống phía dưới phần mô tả hoặc là dưới phần bình luận á các bạn, để mà các bạn sẽ tìm gặp cái link móc đế giày nha. Rồi và mình cũng có chia sẻ với các bạn là cách móc điều mũi, các bạn có thể là tham khảo thêm nha các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cái mẫu mặt đế như thế này, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Đây các bạn, ở đây sẽ có 3 size kim cho cái phần thân dài nha các bạn. Đầu tiên là cái phần màu hồng này nè, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái kim hai đầu số 34 và mình sẽ móc đầu số 4 tương đương với cái size kim là 2.5 nha. Cái phần màu xanh trong đây nè các bạn, thì các bạn sẽ sử dụng kim 3.0mm cho cái phần thân dài nha. Còn cái phần màu đỏ ở đây nè các bạn sẽ sử dụng kim 3.5mm nha các bạn, để chúng ta tăng cái chiều cao, tăng cái chiều cao này lên nè các bạn. Đó, mỗi size chúng ta nó sẽ có chênh lệch cái chiều cao, tại vì mũi móc của chúng ta sẽ là hoàn toàn giống nhau hết nè. Rồi các bạn sẽ dựa vào đó nha, để mà các bạn sẽ làm cái phần thân nè. Ở đây là mình móc size 9cm cho nên là ở trong cái phần kim móc đầu số 4 này. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái phần len màu thân dày, rồi các bạn sẽ ốm vào cái phần đế dày như thế này. Các bạn sẽ đưa kim móc qua cái chân móc mũi dời này nè các bạn. Nếu mà các bạn làm màu đơn thì các bạn sẽ không cần cắt len, mình sẽ lên một móc xích rồi mình móc luôn nha. Rồi các bạn sẽ kéo cái len màu xanh này qua, các bạn móc lên một mũi móc xích. Rồi bây giờ các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim đi. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa nhánh bên ngoài nè các bạn. Chân móc của chúng ta sẽ có hai nhánh, một nhánh bên trong người mình và một nhánh bên ngoài. Chúng ta sẽ làm cái hàng đầu tiên là nhánh bên ngoài nha. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len qua và thực hiện một mũi móc nửa kép nha các bạn. Tiếp tục các bạn lại quấn len một vòng lên kim, nẹp cái sợi len thừa vào trong mũi móc luôn nè, đâm kim vào cái nhánh bên ngoài. Các bạn cũng thực hiện một mũi nửa kép. Tiếp tục mũi nửa kép thứ 3, mũi nửa kép thứ 4 vào chân móc thứ 4, mũi nửa kép thứ 5 vào chân móc thứ 5. Rồi chúng ta sẽ móc cái hàng này
toàn bộ là mũi nửa kép, không thêm không bớt gì hết. Mỗi trong móc là chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép và chúng ta móc vào cái nhánh bên ngoài là được nha các bạn. Rồi, mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc tới cái điểm cuối hàng này. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kéo lên qua và tạo một mũi chuột. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích trước nha. Ở cái hàng thứ hai của cái phần thân dày các bạn, thì các bạn sẽ dòm xuống dưới cái phần mặt đế nè. Các bạn sẽ chừa ra cho mình hai cái chân móc kép ở kế bên hai cái chân mũi chụm nè các bạn. Ở đây là hai cái cụm tăng mũi đầu tiên của mình nè. Hai mũi móc kép cùng một chân, các bạn sẽ đếm lùa lại cho mình 1, 2 mũi móc kép nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ giống cái chân móc này lên, coi nó nằm ở cái chân móc nào. Rồi, nó là nằm ở chân móc này. Các bạn lấy cái sợi len thừa hoặc là cắt cho mình một cái cọng len khác màu, các bạn sẽ kéo cái cọng len này qua để mình đánh dấu lại nha các bạn. Mình sẽ móc những cái mũi nửa kép tới cái điểm mà chúng ta đánh dấu. Size nào cũng vậy hết luôn nha các bạn. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên, móc vào luôn cả nguyên thân chân móc nha các bạn, ôm nguyên cái chân móc như thế này nè. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi nửa kép, chân móc thứ hai một mũi nửa kép, chân móc thứ ba một mũi nửa kép, và làm lần lượt tới kế bên cái điểm mà chúng ta đã đánh dấu. Mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép. Rồi, mình đã tới cái điểm mà mình đánh dấu rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gỡ cái phần này ra nha. Chúng ta sẽ chụm cái chân móc chúng ta đánh dấu và chân móc kế bên lại thành một chân móc và chụm bằng mũi nửa kép nha các bạn. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim nè, đâm kim vào cái chân móc tiếp theo này, kéo len qua, giữ nguyên 3 vòng len như thế này nha các bạn. Sau đó là các bạn lại đâm kim vào cái chân móc kế bên nè, đâm kim luôn nha các bạn, và kéo len qua. Chúng ta đã được 4 vòng len trên kim như thế này. Các bạn sẽ kéo qua hết một lượt luôn. Rồi, khi kéo qua hết một lượt như vậy thì các bạn sẽ đánh dấu vào cái chân móc này nha. Bây giờ chúng ta sẽ dùng kim đánh dấu hoặc là dùng cái sợi len thừa gì cũng được hết đó các bạn, đánh dấu lại cái chân móc này. Rồi, cái chân móc tiếp theo của chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép vào. Đây là được gọi là một cụm giảm mũi nè các bạn. Chúng ta sẽ làm tổng cộng là 8 cụm giảm mũi nha. Một cái cụm giảm mũi là bao gồm chụm 2 mũi lại thành một mũi, kế bên nó sẽ là một mũi nửa kép. Rồi tiếp tục làm cái cụm thứ hai nè các bạn. Các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc kế tiếp, kéo len qua, giữ nguyên, đâm kim vào chân móc tiếp theo, kéo len qua. Được 4 vòng len nè. Các bạn lại kéo len qua hết 4 vòng này luôn. Rồi, chúng ta đã xong cái mũi chụm rồi. Một cụm của nó là gồm một chụm và một nửa kép mà. Chúng ta sẽ móc nửa kép vào cái chân kế tiếp. Rồi, chúng ta đã chụm được 2 cụm rồi đó các bạn. Vậy là chúng ta sẽ còn là 6 cụm chụm nữa đúng không các bạn? Các bạn lại quấn len nè, đâm kim, kéo len, được 3 vòng. Đâm kim vào chân móc kế tiếp, kéo len, được 4 vòng. Kéo qua hết luôn. Kế bên nó sẽ là một mũi nửa kép. Được 3 cụm rồi, chúng ta sẽ làm thêm 5 cụm nữa. Và bây giờ mình sẽ làm nhanh hơn nha các bạn. Các bạn cũng đã quen với cái việc chụm này rồi. Rồi, mình đã xong 5 cụm rồi nè các bạn. Đây, 1 cụm, 2 cụm, 3 cụm, 4 cụm và 5 cụm. Tới cụm thứ 6 nè. Rồi, cụm thứ 7. Cụm cuối cùng, cụm thứ 8. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc được 8 cụm. Chúng ta sẽ kiểm tra lại nha các bạn. 1 cụm nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép cho tới cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Chúng ta sẽ móc lên hàng thứ ba của cái phần thân dày. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Chúng ta cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ nhất, móc một mũi nửa kép. Chân móc thứ hai, một mũi nửa kép. Chân móc thứ ba, một mũi nửa kép. Và làm lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép cho tới cái điểm mà chúng ta đánh dấu nha các bạn. Mình đã móc tới cái điểm mà mình đánh dấu rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tháo cái điểm này ra nha. Chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép vào cái điểm này. Và chúng ta lại đánh dấu vào cái mũi này tiếp tục. Cái chân móc này nè các bạn. Cái chân móc mà chúng ta mới vừa móc mũi nửa kép á. Các bạn sẽ đánh dấu vào cái chân móc này ha. Chân móc kế bên các bạn cũng sẽ móc vào đây một mũi nửa kép. Chúng ta sẽ chụm hai chân móc kế tiếp lại thành một chân móc nha các bạn. Các bạn lại quấn len một vòng lên kim nè, đâm kim vào chân móc kế bên, kéo len, tiếp tục đâm kim vào chân móc kế tiếp, kéo len và chúng ta chụm lại. Như vậy là chúng ta đã xong một cái cụm rồi đó các bạn. Cái cụm chụm tiếp theo của chúng ta nè, chúng ta sẽ có là 4 cụm chụm nha các bạn. Mỗi cụm của nó sẽ là 2 mũi nửa kép đi kèm một mũi chụm như thế này. Tiếp tục các bạn lại móc 2 mũi nửa kép vào 2 chân móc kế tiếp. Rồi, 2 chân móc tiếp theo các bạn sẽ tạo một cái mũi chụm cho mình. Chúng ta đã có 2 cái cụm chụm rồi đó các bạn. Chúng ta sẽ làm thêm 2 cụm nữa nha. Rồi, kế bên cái chụm này sẽ là 2 mũi nửa kép. Kế bên 2 mũi nửa kép sẽ là một cái chụm. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được 3 cụm rồi nè. Tạo một cụm cuối cùng. Kế bên chụm nè là 2 mũi nửa kép. Kế bên 2 mũi nửa kép là một mũi chụm. Rồi, xong 4 cụm chụm. Như thế là chúng ta đã có cái phần bo lại rồi nè các bạn. Những cái chân móc kế tiếp, các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trượt mũi và kết thúc hàng thứ ba. Các bạn móc lên một mũi móc xích. Lên hàng thứ tư của cái phần thân dày, các bạn cũng sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi nửa kép. Và các bạn làm lần lượt những chân móc tiếp theo, những mũi nửa kép cho tới cái điểm mà chúng ta đã đánh dấu. Mình đã móc tới cái điểm đánh dấu. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ cái điểm này ra. Chúng ta sẽ làm một mũi chụm ở cái điểm này nha các bạn. Hai chân móc này chúng ta sẽ chụm lại thành một chân móc. Các bạn lại quấn len, đâm kim, kéo len được 3 vòng. Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế tiếp, kéo len được 4 vòng, kéo lên hết luôn. Và chúng ta lại đánh dấu vào cái chân móc mà chúng ta vừa làm xong. Rồi, kế bên cái mũi chụm này nè các bạn sẽ là một mũi nửa kép nha. Ở hàng này chúng ta đã làm 4 cái cụm chụm đúng không các bạn? Thì cái hàng trên đây chúng ta cũng sẽ làm 4 cụm. Ở đây là được một cụm rồi nè. Một chụm đi đôi với một nửa kép. Tiếp tục một chụm nè. Ở hai chân móc kế tiếp chúng ta sẽ chụm lại thành một chân móc. Kế bên mũi chụm này sẽ là một mũi nửa kép. Chụm được 2 cụm rồi đó các bạn. Làm thêm 2 cụm nữa. Kế bên mũi nửa kép là một mũi chụm. Rồi, kế bên mũi chụm sẽ là mũi nửa kép. Được 3 cụm rồi đó các bạn. Kế bên mũi nửa kép nè là một mũi chụm.
Rồi tiếp tục, kế bên mỗi chùm là mỗi nửa kép, kết thúc 4 cụm. Và chúng ta đã được một cái form như thế này rồi nè các bạn. Bây giờ những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc, mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép cho tới cuối hàng. Mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép cho tới cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này, kéo len qua và kết thúc hàng móc thứ tư, lên hàng móc thứ năm với một mũi móc xích. Các bạn lại đâm kim vào chân móc đầu tiên, các bạn móc một mũi nửa kép. Chân móc thứ hai một mũi nửa kép và các bạn lại làm tương tự. Mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép tới cái điểm mà chúng ta đánh dấu nha. Mình đã móc tới cái điểm mà mình đánh dấu rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ tháo nó ra. Chúng ta sẽ chụm hai cái chân móc này lại thành một chân móc nha. Đầu tiên quấn len, đâm kim vào chân móc kế bên này, kéo len. Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế tiếp, kéo len. Được 4 vòng thì kéo lên hết luôn. Và chúng ta cũng sẽ đánh dấu vào cái chân móc này, chân móc mà chúng ta vừa móc. Chúng ta sẽ làm 4 cái cụm chụm như thế nha các bạn, và không có xen kẽ mũi nửa kép. Hai chân móc kế tiếp nè, các bạn sẽ chụm lại cho mình nè. Quấn len, đâm kim vào, kéo len. Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế tiếp nè, kéo len, chụm lại. Hai cụm rồi đó, còn hai cụm nữa. Rồi các bạn cứ cầm thoải mái như thế này thôi nè các bạn, không có cần gượng cái tay nha. Một lát nữa cái form mà nó có xấu á, mình chỉnh lại được hết à. Các bạn lại chụm tiếp cho mình hai cái chân móc này, hai chân móc kế tiếp nè, lại thành một chân móc. Rồi được 3 cụm rồi nè các bạn. Cụm cuối cùng của chúng ta, hai chân móc kế tiếp. Rồi những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc cho mình, mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép nha. Cái đôi giày boot này nè các bạn, thì cái phần đế giày các bạn sẽ làm cứng cáp một xíu cũng được, hoặc là các bạn làm cái sợi mà nó mềm mại cũng được luôn, không sao hết ha các bạn. Các bạn lựa những cái sợi mềm á, thì cái đôi boot của chúng ta nó sẽ mềm hơn. Nhưng mà các bạn chủ yếu là móc cái phần mặt đế sao cho mà nó vừa với bé là được nha. Rồi cái phần thân á, thì nó đơn giản rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kết thúc hàng móc thứ năm. Chúng ta lên hàng móc thứ sáu với một mũi móc xích, cũng lại đâm kim vào chân móc đầu tiên này, kéo len và thực hiện một mũi nửa kép. Và các bạn sẽ làm lần lượt những mũi nửa kép cho tới cái điểm mà chúng ta đánh dấu nha. Chúng ta sẽ chụm cái hàng này là hàng chụm cuối cùng. Vì vậy là chúng ta cũng sẽ chụm cho nó thành hai cụm thôi. Các bạn sẽ gỡ cái phần len này ra. Các bạn sẽ móc thêm cho mình một mũi nửa kép nữa vào đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chụm những cái chân móc còn lại nè các bạn. Chụm chân móc, hai chân móc kế tiếp này thành một chân móc. Các bạn lại quấn len nè, đâm kim, kéo len. Đâm kim, kéo len. Và chụm lại. Xong một cụm, còn một cụm nữa nè các bạn. Tiếp tục hai cái chân móc kế tiếp nè. Rồi, kéo len qua. Những cái chân móc còn lại các bạn móc cho mình, mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này để kết thúc hàng móc thứ sáu nha. Móc lên một mũi móc xích đi. Rồi bây giờ các bạn và mình sẽ kiểm tra lại cái form dài nha các bạn.
Đó, rất là xinh xắn. Nếu mà các bạn dừng lại ở đây luôn nó cũng thấy cưng lắm nè các bạn. Còn nếu mà muốn cao lên đó, thì chúng ta sẽ làm cao lên ha. Nó rất là thấy cưng. Bây giờ những cái hàng móc kế tiếp á, chúng ta sẽ móc là mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép cho tới cuối hàng luôn à các bạn, chứ không có cần phải giảm mũi nữa. Các bạn sẽ làm thêm 5 hàng móc nữa nha, ở cái size này nè. Bây giờ mình cũng sẽ chia ra nha các bạn. Ở đoạn màu hồng này nè là các bạn sẽ làm thêm 5 hàng nữa. Cái đoạn màu xanh này các bạn sẽ làm thêm 6 hàng. Cái đoạn màu đỏ này các bạn sẽ làm thêm cho mình là 7 hàng. Chia ra 3 khung như thế này nè các bạn. 5, 6, 7. Rồi, bây giờ hàng móc thứ nhất không giảm mũi nè. Mình tính lại từ đầu nha. Các bạn lại móc vào cái chân móc đầu tiên này. Một mũi nửa kép. Chân móc thứ hai, một mũi nửa kép. Chân móc thứ ba, một mũi nửa kép và làm lần lượt. Mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép cho tới cuối hàng. Xong các bạn kết hàng lại. Các bạn lên thêm hàng móc thứ hai, hàng móc thứ ba, hàng móc thứ tư, hàng móc thứ năm. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha các bạn. Những cái size lớn hơn là hàng móc thứ sáu. Sai lớn hơn nữa là hàng móc thứ 7. Rồi, tất cả sai của chúng ta sau khi kết thúc những cái hàng móc không có cần giảm mũi á, thì chúng ta sẽ làm thêm một hàng mũi móc đơn màu trắng nữa để mà chúng ta viền lại nếu mà các bạn phối màu giống như mình nè. Còn nếu mà các bạn làm đơn màu thì các bạn cũng sẽ viền lại cho mình một hàng mũi móc đơn ở cuối cùng ha, cho nó hài hòa hơn ha các bạn. Rồi chúng ta muốn trang trí như thế nào đó là tùy chọn thôi à các bạn. Các bạn có thể là mua những cái nút Doraemon hay là nút gấu rồi á các bạn. Mình để lên cái chỗ phần này nè, mình đánh dấu cho bé. Ví dụ như cái đôi này, chiếc này là bên trái thì mình dán ở bên trái, mình may vô bên trái. Và cái đôi chiếc kia bên phải thì mình làm ở bên phải. Mình thấy có mấy cái hạt nút mà hình con vật á các bạn, rất là dễ cưng. Các bạn thử tìm mua đi. Chỗ mình thì không có, mình thấy trên mạng như vậy á. Chỗ mình thì không có bán. Để nữa mình chắc mình cũng phải đặt về. Cái đó cũng thấy cưng á các bạn. Rồi mình đã móc tới cuối hàng luôn rồi nè các bạn. Và chúng ta cũng sẽ trượt mũi kết hàng ha. Bị vướng len rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi kết hàng. Lên thêm cho mình 4 hàng móc nữa nha các bạn. 4 hàng móc này nữa nè. Cái này bé gái chưa có xinh nữa nè các bạn. Xinh nở vào dịp Noel đó, cho nên là đặt mình á, cho nên là mình làm thêm 2 cục bông cho nó phù hợp với cái Noel sắp tới á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc những cái hàng móc tiếp theo nha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ năm rồi nè các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Chúng ta sẽ viền lại bằng cái len màu trắng. Rồi, chúng ta đã có được một cái foam boot như thế này nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời đó nha. Các bạn sẽ kéo cái len này qua. Móc lên một móc xích. Đâm kim vào chân móc đầu tiên bên đây nè các bạn. Các bạn móc một mũi móc đơn, nè sợi len thừa vào trong mũi móc luôn nha các bạn. Chân móc kế tiếp, một mũi móc đơn. Và những cái chân móc còn lại, mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng. Nẹp thêm một lần nữa rồi các bạn sẽ cắt đi cái đoạn len này đi các bạn. Để một lát nữa cái mình ấy nó xuống như thế này nè, nó được đẹp hơn ha. Làm dài quá cái nó u lên đó các bạn. Rồi các bạn sẽ móc tới cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len qua. Các bạn sẽ cắt len cho mình luôn nha.
không móc lên một móc xích nha các bạn. Ờ hồi nãy mình quên nói với mọi người chuẩn bị thêm kéo cắt len với kim khâu len nữa. Các bạn lấy cái kim khâu len ra, cái mình xỏ cái phần len này luôn nè. Và bây giờ các bạn lại đưa cái kim khâu len này qua cái chân móc kế bên này nè các bạn. Rồi đó, các bạn nó không có bị u lên á. Và các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc ở phía dưới này nè. Nè các bạn. Rồi các bạn sẽ làm thêm một vòng nữa ở đây. Rồi tiếp tục các bạn đâm kim vào cái chân móc ở dưới này nè. Các bạn kéo len qua. Và các bạn làm thêm một vòng nữa ở chỗ này. Rồi, như vậy cho nó bít cái chỗ màu xanh này nè các bạn. Đi vô trong. Các bạn sẽ giấu nó ở phía trong này nha, phía màu trắng nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo lên, cắt cái đoạn len này đi. Rồi xong rồi đó các bạn, bây giờ chúng ta sẽ lộn lại ha. Rồi chúng ta điều chỉnh khi mà vào chân của bé các bạn thì cái form nó sẽ đứng form hơn nè. Tại cái chỗ này nè mình giảm mũi á, cho nên là nó như vậy thôi. Với lại các bạn để ý nè, khi mà mình giảm mấy mũi nửa kép á các bạn, mũi móc đơn với mũi móc kép á, nó sẽ không có được cái lỗ như thế này đâu. Khi mà mình làm cái mũi nửa kép thì nó mới có mấy cái lỗ này nè, để thoáng khí hơn á các bạn. Cho nên là nó không có bị bít quá, nó không có bị bí. Rồi bây giờ cái này là của bé trai cho nên là mình không có trang trí gì hết. Cái này là của bé gái nè, mình có trang trí hai cái cục bơm bơm như thế này. Và các bạn sẽ đây, mình có làm sẵn rồi nè các bạn. Cái này là mình làm cục bơm bơm bằng tay á các bạn. Mình có hướng dẫn cho các bạn ở cái clip trước. Khi mà các bạn tạo cái cục bơm bơm thứ hai á, các bạn sẽ chừa ra cho mình nè. Khi mà các bạn cắt len để các bạn cột làm cái cục bơm bơm á, các bạn sẽ chừa ra một cái đoạn len dài như thế này cho mình nha. Khoảng 40cm cũng được nữa nha các bạn. Để mà một lát nữa cái mình nối nó vô đây nè. Rồi bây giờ bên đây là cái chiếc bên trái nè các bạn. Mình sẽ nối cái chiếc bên đây là cái chiếc bên phải. Mình sẽ nối vô cái điểm ở bên phải nha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là mình kết ở bên hàng này là hàng thứ mấy nha các bạn. Kết cái cục bơm bơm á, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ở cái hàng móc thứ 6. Thì bên chiếc bên phải mình cũng sẽ làm ở hàng móc thứ 6 luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ở cái điểm giữa này nha các bạn. Rồi các bạn sẽ xỏ cái cọng len dài này nè vô cái kim khâu len. Chúng ta sẽ canh chỉnh ở cái điểm giữa để mà khi cột tạo các bạn thì cái quả bên đây và cái quả bên đây cho nó đẹp hơn ha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc này nè, qua thêm một chân móc nữa, tức là mình sẽ đâm kim qua hai chân móc nha các bạn. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần này ra. Rồi các bạn sẽ chừa ra một cái đoạn như thế này đi. Cái chỗ này nè, các bạn sẽ cắt đi cho mình luôn nha. Khi mà các bạn tạo xong á, các bạn cắt đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa kim khâu len á các bạn vô ở cái bất kỳ cái điểm nào của cái quả bơm bơm này cũng được hết. Rồi các bạn sẽ kéo nó qua. Rồi kéo nó qua như vậy nha. Rồi các bạn cũng sẽ để cái cục bơm bơm này nè cho nó tương đồng á các bạn. Đó, cho nó tương đồng để một lát nữa chúng ta cột cho nó đẹp hơn. Rồi bây giờ các xỏ qua cái chiều ngược lại cũng được nữa, hoặc là các bạn sẽ đâm kim cho mình từng cái vị trí nó đi các bạn. Đó, một lát nữa cái mình canh chỉnh lại cái cục bơm bơm ha. Rồi mình dời nó vào gần gần cái điểm đầu á các bạn. Rồi xong rồi đó, các bạn sẽ cột nó lại để nó chắc chắn hơn nè. Và các bạn sẽ cột thêm một lần nữa nha. Và một lát nữa các bạn sẽ lấy tay, các bạn sẽ điều chỉnh lại cho mình cái cục bơm bơm này cho nó tròn lại, cho nó đẹp hơn ha các bạn. Rồi các bạn sẽ cắt nó dư dư ra nè các bạn. Để một lát nữa các bạn dùng tay, các bạn sẽ đánh nó lại luôn. Các bạn thấy cái chỗ nào mà nó còn lồi lõm á thì các bạn sẽ tỉa nó lại. Ví dụ như cái chỗ này
bạn sẽ dành lại cái điểm mà cái cục bơm bơm của mình cho nó đẹp hơn ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần cột gút nó lại thôi. Tạo rất là đơn giản mà nó lại xinh xắn nữa. Các bạn có thể là làm mấy cái đôi kia cũng được nữa các bạn. Mấy cái đôi khác thì các bạn đổi qua, các bạn cột ở phía sau cũng thấy cưng nữa. Để nữa mình lên cái mẫu đó cho các bạn ha. Đó. Rồi mình canh chỉnh nó lại cho nó đẹp hơn ha các bạn. Thấy cưng quá đi. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công cái đôi booty như thế này. Thật là dễ thương cho cả bé boy và cả bé girl luôn đúng không các bạn. Đứng form và cũng rất là đẹp nữa nè. Cái này cho bé nào mà mang Noel nha các bạn. Màu đỏ nè. Các bạn có thể là phối màu nâu với màu xanh ghiêu á các bạn. Hoặc là màu trắng kem với lại màu xám. Rất là nhiều màu dễ thương. Để nữa có gì các bạn follow trang cá nhân mình á, mình có móc cho mấy bé khác thì mình sẽ gửi ý màu cho các bạn ha. Ở đây là màu cho bé trai nè các bạn. Màu trắng xanh này đơn giản cho bé trai bé gái gì cũng được hết á. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu booty này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới nếu mà các bạn làm thành công nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể là tặng Mimi một lượt bình luận để video này có cái lượng tương tác nha. Và ủng hộ Mimi thêm một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu booty này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.